Chào các bạn, chào anh em. Ở đây Tùng có hai cái sản phẩm mới nhập về, vì vậy là mình quay video mình giới thiệu cho các bạn nhé. Đầu tiên đó là main MSI B85E45, các bạn nhìn thấy chưa, rất mới đúng không? Chúng ta sẽ nhìn ra mặt sau. Ở mặt sau chúng ta có 246 cổng USB, một cổng VGA, một cổng DVI và một cổng HDMI audio PS2, và trên main là 4 khe RAM, một cổng USB 3.0 và 6 cổng SATA, đều là SATA 3 nhé. Cái dòng main B45 tiện sau này cho các bạn sử dụng i7 và sử dụng 4 khe RAM, và chúng ta sẽ dùng 4 thanh 8GB, nó tiết kiệm chi phí hơn. Còn bây giờ thêm một chiếc VGA nữa, đây là một lô VGA mới về là GTX 650. Các bạn nhìn thấy chưa, phét phiếc các thứ đầy đủ, tất cả đều nhìn rất mới nhá. Đây là bản to chứ không phải là cái bản nhỏ của cái dòng MSI nhá. Tem còn nguyên tem MSI này các bạn. GTX 650 1GB, nhược điểm của nó chính là không có cổng HDMI, chỉ có cổng DVI, còn tất cả gần như là mới các bạn nhá. Có nguồn phụ 6 pin này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi test cái hiệu năng của cái bộ combo này các bạn nhé. Tùng sẽ ráp cùng một con CPU i5-4670 các bạn nhé. Đây, tất cả đây, hai cái thứ mới về này quay video test cho các bạn, đồng thời cũng làm cái test đồ luôn. Tất nhiên là khi các bạn ghép i5 thì các bạn có thể ghép lên nhiều chiếc VGA khỏe hơn, chứ không nhất thiết là phải ghép với GTX 650. GTX 650 bây giờ tiện cho các bạn chơi LOL, FIFA, CSGO. Toàn bộ đây là đồ cũ, hàng nguyên bản và được bảo hành 1 tháng ở No 2 các bạn nhé. Nếu trong cái thời gian bảo hành mà không có cái sản phẩm để bảo hành cho các bạn thì sẽ hoàn trả các bạn 100% cái tiền mua hàng. Các bạn nhớ, chúng tôi không bảo hành cháy nổ, rơi vỡ và có tác động của con người và thiên nhiên. Đặc biệt là với main, No 2 sẽ không bảo hành căng, vênh, gãy chân socket. Vì vậy trong quá trình anh em sử dụng, lên để ý giữ gìn chân socket các bạn nhé. Đồ điện tử thì không ai nói chắc 100%, kể cả test kỹ đến mấy, nó vẫn có cái rủi ro lỗi, vì vậy nó mới sinh ra quy tắc bảo hành. Số điện thoại của mình là 0906010103 và web là no2.vn. Còn bây giờ mời các bạn đi trải nghiệm game với cấu hình cùi bắp này. Khá là cùi ở thời điểm bây giờ với một số người, còn với một số anh em nó vẫn có thể là cái điểm mơ ước. Các bạn nhìn thấy cái bản này nó to không? GTX 650 bản to chà bá đúng không ạ? Phôi cũng to. Còn đây là cái bài test full mux. Nhiệt độ chúng ta được ở trạng thái là 67 độ C. FPS chúng ta được trạng thái là 8. Còn những cái thông số ở đây chúng ta có 1001 và 2004. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần mềm test benchmark 4.0. Và đây là tất cả những cái thông số khi chúng ta dùng benchmark 4.0 để test. FPS thấp nhất, FPS cao nhất, min 10 và max là 28. Với GTX 650 1GB RAM chúng ta phù hợp với chơi FIFA. Và bây giờ mình sẽ mời các bạn đi trải nghiệm game FIFA với chiếc GTX bò chúng ta đây nhé các bạn nhé. Được chưa? Con bò chúng ta đây. GTX 650 1GB RAM 5 bit 128, hàng nhập khẩu. Main B85, RAM 8GB và i5-4670. Và chúng ta đang trải nghiệm game FIFA. Thực sự đây là Tùng đang để cho máy chơi tự động nhé, vì mình không biết chơi game này và bây giờ cũng chưa thuê được thợ biên tập video, vì đang nghỉ dịch và cậu thợ cậu cũng chưa lên được Hà Nội. Vì vậy là để cho nó chơi tự động để các bạn tự trải nghiệm nhé. Và cái này thì mình cũng không biết sâu cấu hình nó ở đâu, vì vậy là kệ các bạn nhé. Đây, chúng ta đang trải nghiệm, cũng không biết hai đội của Đức hay sao, hai đội tiền Lào hoặc hay của Trung Quốc, nhưng kệ, không biết chọn. FPS được trạng thái là 51, RAM ăn khoảng 7GB, CPU load 100%, trong khi đó GPU mới load có 50, 70, 80%. Vì vậy FIFA ưu tiên tối đa các bạn có CPU khỏe nhé, và RAM tối thiểu là 8GB các bạn nhé. Còn GT730, 2GB RAM 3 và 2GB RAM 5 và 630 vẫn có thể chơi được FIFA ở cái mức thấp nhất rồi các bạn nhé. GTX 650 không thể chơi PUBG bản PC, trừ khi đó là bản 2GB hoặc bản TI các bạn nhé.
cần mua hàng hoặc là cần ráp những cấu hình nào thì các bạn vui lòng truy cập web No 2 hoặc Kono Tùng theo số điện thoại là 0906 010103. Tất cả những cái linh kiện có cái mô tả bảo hành rất kỹ ở phần mô tả các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt nhau ở đây và hẹn